trình đó có ba con cù, ba con cù một buổi sáng, ba con cù sẽ đi ra một bờ sông, ba con cù gặp một cái cầu rất là dài đóng băng, rồi ba con cù sẽ bắt đầu từng con đi qua cái cầu, tại cái cầu nhỏ lắm, từng con phải đi qua thôi. Con cù thứ nhất đi qua kim dây vui vẻ, con cầu quay lại nói ý còn hai con cù, cái con cù thứ hai đi qua cầu, con cù bình tĩnh đi qua cầu quay lại nói còn một con cù. Xong rồi con cù thứ ba đi qua cầu quay lại nói còn ba con cù. Được chưa? Lắng nghe câu hỏi của anh là ba con cù đó sống ở đâu? Không liên quan. Ở chỗ nó dễ đi lắm ơi. Ở chỗ nó xong. Anh đã giải đáp lúc đầu rồi, mình muốn nghe kỹ câu chuyện là ở đâu. Trong khu rừng. Trong khu rừng. Đúng rồi. Trên cánh đồng. Không đúng. Trên cánh nhà. Trong nhà. Trong góc cũng sai luôn. Không sống. ba con cù đó sống trong rừng sâu. Cô là sao rồi? Nói kể là ngày xưa trong khu rừng sâu của ba con cù. Chưa thua rồi. Đúng không? Vậy câu đố này nữa. Có hai người yêu nhau, một nam một nữ, tuổi đã lớn, đủ tuổi vị thành niên, nắm tay nhau bước vào rạp. Trong rạp đó chiếu phim rất là lãng mạn, tình cảm, romantic, nhưng mà dành cho 18 cộng trở lên. Sau đó chàng trai này cầm tay cô gái, bắt đầu quay mặt cô gái, đưa sát đầu lại. Đừng phía bậy. Anh không gái gì sao? Đố tụi em hai người này tên gì? Về hỏi ba mẹ nó biết. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Câu này anh rụng tóc mấy lần. Người tên Lãi thì tên Lãi. Không phải Lãi cả. Khó lắm. Bán cho anh không trả lời không được mà. Cô đó ai hỏi anh lúc anh? Hả? Cô đó ai hỏi anh? Anh hỏi, người đó hỏi anh từ lâu rồi, bây giờ cũng không trả lời. Có gì anh chưa đến. Ờ, giờ hỏi em để em tìm một trả lời anh hả? Ừ, chứ gì anh không được. Thôi, nó đó là anh hùng, giờ còn câu đó là không. Ủa? Đó, hỏi con hấp búa, bộ dẫn hoài. Nhiều lúc mà hỏi không trả lời luôn. Vậy cũng đi. Thôi em, có hỏi